Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021 Theo âm lịch hôm nay là ngày 24 tháng riêng năm Tân Sửu. Ngày này là ngày giáp dần, tháng canh dần năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, thuộc Chu Tước, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại khê thủy, ngày giáp dần, tức can chi tương đồng, thuộc mộc, và ngày hôm nay là ngày cát vai nạp âm đại khê thủy kỵ tuổi mậu thân bính thân ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày dần lùng hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục xung với thân hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dầu vài tuổi xung khác trong ngày tuổi mậu thân, bính thân, canh ngọ, canh tý tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc, sao mạng đức tinh tốt mọi việc, sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi, sao phúc hậu tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sau sáu trong ngày gồm có sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sau lục bất thành sáu đối với xây dựng sao vạn vong kỵ về xuất hành cưới hỏi cầu tài lộc khởi công động thổ và ngày hôm nay là ngày trùng tang kỵ cưới hỏi an táng khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sao lôi công, gió đô với xây dựng nhà cửa, sao dương thác, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi tí rất dễ tranh chấp với lãnh đạo. Bạn không nên cố tình đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao. Nếu không, chính bạn mới là người phải chịu thiệt hoài, vì sẽ bị chèn ép trong tương lai. Và với bạn tuổi tí, dù có gặp khó khăn như thế nào đi chăng nữa, bạn mạnh cũng không nên có những suy nghĩ muốn từ bỏ hoặc là thôi việc bởi đó chỉ là hành động trốn chạy mà thôi bạn cần phải dũng cảm để đối mặt với thử thách, coi đó là một cách để rèn luyện sự hoàn thiện của bản thân mình. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp được ngày có thủy sinh chua mộc vượng, may mắn trong mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà rất chi là hài hòa và in ấm bạn mạnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình. Mỗi khi gặp khó khăn, bế tắc, chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi công việc. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim sinh năm 1984, dễ vướng phải tranh chấp với cấp trên. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy sinh năm 1996, không nên nóng nảy, đẩy mâu thuẫn lên cao. Tử vi tuổi mậu tý thuộc họ sinh năm 2008 và 1948 không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực muốn buông xuôi từ vi tuổi canh tí thuộc thổ sinh năm 1960 vượt qua thử thách để hoàn thiện bản thân mình từ vi tuổi nhâm tí thuộc mộc sinh năm 1972 vợ chồng đồng lòng cùng giải quyết những khó khăn vài đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho nên nếu như bạn tuổi Sửu đang thiêu nghiệp, học tập Nghiên cứu sẽ đạt được những thành tích xuất sắc trong ngày Và bạn có thể gây ấn tượng cho mọi người nhờ vốn kiến thức hiểu biết sâu rộng của mình và với bạn tự xỉu trong ngày này nếu như tham gia thi cử bạn chỉ cần giữ bình tĩnh tự tin phát huy đúng khả năng của mình thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công và bạn có thể đạt được một bước ngoặt lớn trong cuộc sống và công việc ngày này nữa Tuy nhiên, với bà tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và nửa kia lại không được máy hòa hợp, vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau, bạn cần phải mở lòng hơn, đừng có dự kín mọi chuyện vì nghĩ rằng người ấy không hiểu cho mình. Về tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc Kim, sinh năm 1985, đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc từ Vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, sinh năm 1997, học hành, thi cử, gặp được nhiều thuận lợi. Tử Vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, sinh năm 2009 và 1949, phát huy đúng khả năng sở trường của mình. Tử Vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, sinh năm 1961, không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng, từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc sinh năm 1973 vợ chồng cần có sự chia sẻ thấu hiểu cho nhau và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 3 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi tý, tuổi giàu, tuổi hài. Từ vi tuổi dần, Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi dần có được cơ hội phát tài nhanh chóng dù chỉ nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn tuổi dần không nên vì thế mà nảy sinh tư tự ý lại, há miệng chờ sung bởi không phải khi nào may mắn cũng mỉm cười với bạn. Bạn tuổi dần, bạn vốn là người thông minh và cởi mở, điều này cũng dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh, song bạn không nên ba hoa khoác lác với những điều vượt quá khả năng của mình, khiến cho người khác nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa và xem tử vi ngày chủ nhật này với bà tuổi dần cho thấy hôm nay là ngày tốt để cho bạn làm những công việc như là xuất hành, cưới hỏi hoặc là ký kết hợp đồng nếu như thực hiện những công việc này trong ngày hôm nay thì bạn mệnh sẽ gặp nhiều điều thuận lợi mọi việc được như ý muốn về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy sinh năm 1974 dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa sinh năm 1986 phát tài nhờ vận may của mình tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ sinh năm 1998 không nên trông chờ vào vận may tử vi tuổi canh dần thuộc mộc sinh năm 1950 không nên ba hoa khoác lác về bản thân. Từ vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, sinh năm 1962, thực hiện công việc đã lên kế hoạch từ trước. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh rêu màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi mão, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 ngày chủ nhật này với bà tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi mão đang có sự trợ giúp của tam hội phù trợ cho nên mọi công việc với bà tuổi mão đều tiến triển một cách thuận lợi hôm nay là một ngày may mắn vì vậy bản mệnh tuổi mão nếu như có kế hoạch đã ấp ủ thì không nên chần chừ do dự mà hãy thực hiện ngay bán mạnh tuổi mão còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và người đó rất có thể là người quen của bạn quý nhân sẽ chỉ ra cho bạn hướng phát triển phù hợp hơn trong tương lai bạn cần phải tiếp tục rèn luyện bản thân mình và không ngừng cố gắng phấn đấu hơn nữa trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mão cũng đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi mão dễ thu hút được một khoản lợi nhuận khả quan nếu như làm trong những lĩnh vực về đầu tư kinh doanh buôn bán bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng đối tác và được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý hứa hẹn sẽ có thêm thu nhập lớn trong tương lai về từ Vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, sinh năm 1975, thực hiện công việc thiêu kế hoạch, từ Vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, sinh năm 1987, có cơ hội gặp được quý nhân, từ Vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, sinh năm 1999 và 1939 có phương hướng phát triển chính xác trong tương lai, từ Vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, sinh năm 1951 nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, tử vi tuổi quý mão thuộc kim, sinh năm 1963, được giới thiệu cho những cơ hội làm ăn quý giá. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu đen quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tốt tuổi hợi từ vi tuổi thìn chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, xem từ vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có màu khác với thổ, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay không được mấy thuận lợi. Bạn và nửa kia dễ xảy ra cãi cỏ, mâu thuẫn với nhau mà nguyên nhân có thể là do những bất đồng, khó có thể dung hòa giữa hai bên. Khi tranh cãi nổ ra, bạn mệnh tuổi thìn nên giữ bình tĩnh và cố gắng đặt mình vào vị trí của người ấy. Nếu không biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, thì với bà tuổi thìn, bạn trở thành người thích dạy đời, bạn dễ nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia, khiến cho tình cảm vợ chồng bị rạn nứt. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày này với bà tuổi thìn, lại đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ. Cái điều này cho thấy đối với những bạn làm lãnh đạo có thể nhận được sự tin cậy và kính trọng của cấp dưới. Trong khi đó thì người làm nhân viên cũng dần dần khẳng định được vị thế của mình. Bạn nhận ra rằng những cố gắng của mình không hề ủ phí chút nào về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ sinh năm 1964 vợ chồng bất hòa tranh cãi liên miên tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ sinh năm 1976 tháo gỡ những hiểu lầm những quan điểm không thống nhất tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc sinh năm 1988 đặt mình vào vị trí của người khác Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim sinh năm 2000 và 1940 nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy sinh năm 2012 và 1952 dần dần khẳng định được vị thế của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi tỵ ạ xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này cho thấy với bà tuổi tỵ cần phải sẵn sàng đối mặt với đủ loại thị phi bạn dễ cảm thấy khó chịu ức chế vì những lời đồn đại đặt điều vô căn cứ về bản thân mình trong ngày này với bà tuổi tỵ nếu như mâu thuẫn với đồng nghiệp bạn bè thì bạn cần phải chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bạn tính bốc đồng sẽ khiến cho bạn gây thù chúc oán với đồng nghiệp và tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân từ bao giờ không hay. Bạn hãy luôn hành động có kiểm soát hơn thì sẽ tốt cho bạn. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tỷ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng, may mắn trong mối quan hệ gia đình với bà tuổi Tỷ lại đang rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của bạn. Bạn hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra phương án giải quyết sao cho hợp tình hợp lý mọi chuyện. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ sinh năm 1965, gặp chuyện thị phi, có kẻ đưa chuyện xấu. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ sinh năm 1977, suy nghĩ nông nổi, tiêu cực, dễ gây thù chúc oán, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, sinh năm 1989, hãy suy nghĩ và hành động có cân nhắc hơn, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, sinh năm 2001 và 1941 gây thù chúc oán với mọi người từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sinh năm 1953 tâm sự và thảo luận với nửa kia nhiều hơn và đánh giá của ba tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bà Tử Ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà Tử Ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ cho nên với bà Tử Ngọ trở nên nhiệt tình, hăng hái, bắt tay vào thực hiện công việc cho dù nhiệm vụ được giao gặp khó khăn đến đâu đi nữa. Ngoài ra, với bà tử ngọ cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy ai đó đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, có lẽ bạn tuổi ngọ đang nóng vội quá mức khi đưa ra quyết định mà chưa kịp suy nghĩ chu toàn. Thêm vào đó, với bạn tuổi ngọ, không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa mới gặp khó khăn, bởi nếu cứ như vậy, bạn tuổi ngọ có thể phát triển bền vững được. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi ngọ, lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng, dù bạn tuổi ngọ không thích ràng buộc nhưng những người đang còn độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới vào thời điểm này. Bạn mệnh tuổi ngọ đang có được cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu như chủ động và mở rộng lòng mình hơn về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim sinh năm 1954 hăng hái nhiệt tình trong công việc từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy sinh năm 1966 sẵn lòng giúp đỡ người khác từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa sinh năm 1978 không nên quá mức nóng vội từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ sinh năm 1990 dễ từ bỏ khi gặp khó khăn từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có nhân duyên tốt với mọi người, sinh năm 2002 và 1942. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phụ trợ, tuổi dần, tuổi tỵ tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi, Chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi trong ngày này, dễ gặp đào hoa xấu, có thể sẽ có một số kẻ tiếp cận với bạn đang có ý đồ không lành mạnh. Vì vậy với bà tuổi mùi, hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách hợp lý với mọi người xung quanh, đặc biệt là đối với những người khác giới. Đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì bạn tuổi mùi cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp khác giới nếu không muốn chuyện này gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Đừng vì niềm vui nhất thời mà hối hận về sau này. Với bạn tuổi mùi trong cái vận trình ngày chủ nhật này lại đang gặp được ngày có chính án chiếu mệnh cho thấy bạn tuổi mùi là người vững vàng trong công việc nhận được sự tin tưởng của cấp trên nhưng lại thiếu đi trí tín thủ cho nên thường bỏ lỡ những cơ hội đáng thiết bạn hãy xác định những mục tiêu tham vọng hơn cho mình đừng để cho thời gian trôi qua một cách quá lãng phí về từ vi tuổi ất mùi thuộc kim sinh năm 1955 giữ khoảng cách với người khác giới. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, sinh năm 1967, dễ bị kẻ xấu lừa đảo. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc hỏa, sinh năm 1979, biết giữ mình, không nghe theo ham muốn cá nhân. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, sinh năm 1991, nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, sinh năm 2003 và 1943 nên đặt ra những mục tiêu cao lớn hơn không vội hài lòng với thực tài và đánh giá của ba tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 4 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc Cát Tường màu ghi màu nâu quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tỵ hợi. Cho nên với bạn tuổi thân sẽ phải làm việc vất vả vào ngày hôm nay mà không nhận được nhiều sự trợ giúp hay là sự thông cảm cho bạn bạn cần phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực và tự coi đây là cơ hội tốt để cho bạn rèn rũa bản thân mình. Trong chuyện tình cảm, với bạn tuổi thân đang dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay là bạn bè đàm túm mà quên mất gia đình vẫn luôn ở bên, ở phía sau, bạn hãy quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn trước khi tình cảm đôi bên dần nguội lạnh. Ngày này với bà tuổi thân, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi hơn về từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy sinh năm 2004 và 1944 làm việc vất vả không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa sinh năm 1956 hay giữ những suy nghĩ tích cực tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ sinh năm 1968 dành nhiều thời gian cho bản thân tử vi tuổi canh thân thuộc mộc sinh năm 1980 hâm nóng tình cảm vợ chồng tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim sinh năm 1992 quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi dậu, chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi dậu đang gặp ngày có kíp tài chứa mệnh cho nên với bà tuổi dậu nhiều chuyện xảy ra bạn có thể vướng phải những vụ tranh chấp về quyền lợi hoặc là chịu sự nghi ngờ gièm pha của mọi người và bà tuổi dậu có thể cảm thấy thất vọng và chán nản vì không nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh với những lúc như vậy Trước khi oan thán người khác thì bạn mạnh tuổi dậu cần phải dành thời gian để xem xét lại chính bản thân mình. Có thể bạn đã sai lầm ở một vấn đề nào đó mà chính bạn cũng chưa phát hiện ra. Nếu đúng là như vậy thì bạn cần phải chữa chỉnh, chỉnh sửa lại ngay trong cái vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi giàu cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi giàu là không nên giấu tất cả những suy nghĩ ở trong lòng bởi như vậy chỉ càng khiến cho bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi hãy tâm sự với nửa kia hoặc là những người mà bạn thực sự tin tưởng để cùng tìm ra cách giải quyết vấn đề tử vi tuổi át Dậu thuộc thủy sinh năm 2000 năm, và 1945 vướng vào tranh chấp với bạn bè tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa sinh năm 1957 không nhận được sự tin tưởng của họ của mọi người, Tử Vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, sinh năm 1969, hãy tự kiểm điểm lại bản thân, Tử Vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, sinh năm 1981, tâm sự với người thân thiết nhiều hơn, Tử Vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, sinh năm 1993, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Và đánh giá của ba tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tốt. Từ vi tuổi tốt, chủ nhật, ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tốt đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Bạn tuổi tốt vốn dĩ là người giàu kinh nghiệm và có nhiều tài lĩa, tuy nhiên bạn lại quá rẻ dặn và không thường xuyên thể hiện cho mọi người cùng biết. Bạn có biết làm như vậy là chính bạn đã ngăn cản con đường thăng tín của mình hay không? Với bạn tuổi tốt, đó, cần phải cởi mở với mọi người nhiều hơn. Bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ đáng tin cậy, giúp ích cho bạn rất nhiều trong tương lai. Bạn cũng sẽ có thêm những người cùng chí hướng, cùng chia sẻ tâm sự, giúp cho cõi lòng, hăng hái hoặc là nhẹ nhõm hơn. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi tốt, lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cho thấy sẽ có một cuộc tranh cãi nại lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia với bà tuổi tuất dù có nóng mẹ, nóng nảy đến mấy đi chăng nữa cũng phải biết suy nghĩ cho người khác cân nhắc lời ăn tiếng nói đừng có nói ra những lời làm tổn thương người khác. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ sinh năm 1994 và 1934 giàu kinh nghiệm làm việc có nhiều tài lẻ tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ sinh năm 1946 và 2006, ngại ngùng, không muốn thể hiện bản thân, từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc sinh năm 1958 cẩn trọng cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói tử vi tuổi canh tuất thuộc kim sinh năm 1970 vợ chồng có thể vướng phải những mâu thuẫn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy sinh năm 1982 kiềm chế cơn nóng giận của bản thân và đánh giá của bà tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Hợi Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Hợi. Xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Hợi đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành nhị hợp phù trợ, cho nên bà tuổi Hợi nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Bạn là người có tính tình hiền lành, chu đáo nên ai cũng muốn kết giao. May mắn hơn nữa với bà tuổi Hợi trong ngày hôm nay rất có thể sẽ gặp được quý nhân và một khi bắt tay vào công việc gì với bà tuổi hợi luôn rất nghiêm túc và làm chăm chỉ mong muốn khẳng định giá trị của bản thân để gây ấn tượng hơn nữa cho cấp trên bạn nên xác định điểm mạnh của mình và phát huy điều đó nữa ngày này bà tuổi hợi cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mọc vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi hợi với các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp. Hai người trò chuyện và tâm sự với nhau nhiều hơn trong cuộc sống. Mỗi khi gặp khó khăn, bạn tin tưởng rằng người đó luôn ủng hộ mình. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc họ sinh năm 1995, nhận được sự yêu mến của mọi người. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, sinh năm 2007, không gây xích mích với người khác tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc sinh năm 1959 được cấp trên đánh giá cao tử vi tuổi tân hợi thuộc kim sinh năm 1971 quan hệ vợ chồng hào hài hòa tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy sinh năm 1983 có tham vọng khẳng định bản thân về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn, số 5, số 6, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.